đây thì ăn Tết toàn là xa nhà, cả nhà gia đình bố mẹ của Lâm là ở bên Nga. Lâm thật sự rất là thích bánh chưng. Con vật tóc ít nhưng mà lại màu trắng à? Nhưng mà anh có biết tiếng Việt thì đó là cái gì không? Anh hỏi em. Đổi nhạc cho anh với. Việt Nam. Con Việt Nam. Đỉnh cao. Đỉnh cao. Đức Huy thích. Kỳ hợi vàng. Kỳ. Kỳ á. Kỳ. Tết Kỳ Hợi vàng, sung túc cùng Sunny. Sony hân hạnh là nhà tài trợ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ năm 2017. Sony.